Em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8, em lại lên một video dữ liệu cho mọi người nhé. Củ bình vôi em vẫn còn nhiều, hàng to hàng nhỏ đều cá hết nhé mọi người nhé, đều đang mọc mầm hết rồi. Hàng này thì nó sống khỏe lắm, 50.000 một cân. Tắc kè đá hôm nay về lô rất là đẹp, vẫn là 40.000 một cân tươi nhé mọi người nhé. Hàng khô là 150.000 một cân. Quả dứa gai 75.000 một cân tươi, hàng khô là 150 mọi người nhé. Tám mèo thời điểm này thì nó chưa chín lắm. Và tấn khẩn thì vẫn là 50, hàng rửa sạch mọi người nhé, còn hàng để nguyên như này là 40, cốt tay bưởi vẫn là 40. La Tây Bắc nhé mọi người nhé, la Tây Bắc 90.000 một cân. Bóc ra thì ở những cái chỗ này nó sẽ có màu tím này, ghép lên bình rất là đẹp. Đấy. Quả to quả nhỏ, quả nó sẽ từ 1,5 cân đến 2,5 cân mọi người nhé. Rất là nhiều, đang vào mùa la rồi. Châu cổ mọi người nhé, châu cổ vẫn là 100.000 một cân, châu cổ tươi. Hàng khô là 250 một cân mọi người nhé. Sâm béo đen 130.000 một cân, ngâm uống rất là thơm, rất tốt cho sức khỏe mọi người nhé, những người thể trạng yếu. Sâm xuyên đá vàng Hà Giang 150.000 một cân. Sâm cao đỏ mọi người nhé, sâm cao đỏ vẫn là 130.000 một cân, rửa sạch sẽ cho mọi người. Biến trí 180 cân mọi người nhé. Sâm tiên mao, sâm cao đen này cũng vẫn là 130.000 một cân. Lấm ngọc cẩu, ngọc cẩu đầu mùa 9.000 một cân mọi người nhé, rửa sạch sẽ chân không cho mọi người. Có cỏ một lá tím vẫn còn nhé mọi người nhé, lá tím